Hello, thân mến chào các bạn. Trước khi tiếp tục cái video này, Peter muốn nhắc nhở những bạn mà mới theo dõi cái chương trình học Lightroom của Peter. Và Peter có nhận một số những cái câu hỏi sau khi những bạn đó coi mấy cái video. Nhưng mà có một cái vấn đề là có nhiều bạn hỏi những cái câu hỏi mà Peter cũng đã trình bày trong những cái video trước rồi. Thì Peter hy vọng là những cái bạn đó hãy đừng có hấp tấp vội vàng và hãy đi ngay từ đầu trở lại cái video số 1 và coi từng cái video một, thì như vậy thì các bạn sẽ hiểu rõ cái chương trình này hơn. Và như vậy thì các bạn sẽ có căn bản và những cái câu hỏi của các bạn cho những cái video mà Peter làm về sau này đó nó không có bị trùng, và Peter cũng không có thời giờ để trả lời lại những cái câu hỏi đó. Thứ hai nữa là nó cũng không có hay cho những cái video, và những người bạn mà đã theo dõi lâu rồi thì họ chỉ có muốn nghe những cái mới thôi nha. Thì đây cũng là một cái dặn dò Peter muốn dặn những bạn trẻ, những bạn mà mới chơi nhiếp ảnh và những bạn mới học Lightroom á, thì mình cũng nên từ từ, đừng có vội vã, và các bạn đó hãy trở lại từ đầu và nghe những cái video đầu, vì Peter cũng đã nói hết rất là cặn kẽ những cái chi tiết của từng bước một. Ok, rồi trong cái video này. Trong cái video vừa rồi Peter nói là cái video kế tiếp Peter sẽ làm một cái hình trắng đen. Nhưng mà suy nghĩ lại thì Peter nghĩ là chắc là nên làm tiếp một tấm hình phong cảnh để cho các bạn đang theo dõi phong cảnh mình có thể hiểu sâu. Và sau cái video phong cảnh này Peter sẽ làm bước vô hình trắng đen nha. Thì như vậy nó hay hơn. Ok, trước khi làm cái video này, Peter cũng nhắc nhớ các bạn biết là Peter sẽ làm theo những cái động tác mà Peter thường làm, và các bạn hãy chú ý và các bạn theo dõi từng cái động tác của Peter như vậy đó. Thì và sau sau khi coi cái video này xong, các bạn lấy một cái tấm hình phong cảnh của các bạn ra và các bạn tập, và các bạn tập dượt như vậy, càng tập nhiều thì càng giỏi thôi. Ok ha. Peter sẽ làm cái tấm hình này. Ở bên tay trái là cái tấm hình gốc chụp trong cái máy ra, và sau khi làm xong nó sẽ ra tấm hình này. Thì như các bạn cũng thấy đó, cái tấm hình này khi mà mình chụp hình xong từ trong máy ra thì nó rất là nhợt nhạt, không có màu sắc, không có gì hết. Thì những bạn nào mà đi chụp hình nhiều thì các bạn cũng nhận thấy được đây là cái 90% tấm hình của chúng ta nó sẽ ra là như vậy. Nhưng mà không sao, vì chúng ta chụp và chúng ta dùng Lightroom và chúng ta có những cái cách xử lý và những cái động tác rất là hay của Lightroom thì giúp cho chúng ta có một cái tấm hình đẹp. Ok ha. Rồi. Đây là cái tấm hình Peter sẽ làm, và Peter sẽ chạy vô Develop, bấm D. Ok. Nếu mà các bạn nào theo dõi ngay từ đầu thì các bạn sẽ thấy là cái động tác đầu tiên của Peter làm là Peter sẽ đi vô Camera Calibration và Peter sẽ lựa, vì cái này là cái hình phong cảnh, Peter sẽ lựa cái nó gọi là Camera Landscape. Ok, thì cái Camera Landscape này nó sẽ cho một cái tông màu tương đối là nó hợp, phù hợp với lại phong cảnh. Rồi, cái động tác đó xong. Cái động tác thứ hai là Peter hay làm trước khi tất cả mọi thứ khác là cắt xén cái tấm hình. Vì cắt xén cái tấm hình nó sẽ cho chúng ta thấy được cái tấm hình, cái bố cục mà mình muốn cái tấm hình. Và nếu mà sau khi cắt xén cái tấm hình đó mà mình cảm thấy cái tấm hình đó không có đẹp á, thì mình có thể bỏ luôn, không có làm hình này nữa. Như vậy thì mình không có tốn thời gian với một cái tấm hình, và mình sẽ nhảy qua một tấm hình khác, mình lựa một tấm hình khác có cái một bố cục đẹp hơn, hoặc là mình cắt sáng nó đẹp hơn. Thì như cái tấm hình này Peter sẽ bấm cái ô vuông đây ở trên này để mà vô cái nó gọi là crop. Thì trong cái vấn đề mà cắt sáng này á, là mình cũng có thể làm một cái vấn đề khác là mình có thể làm cho cái hình nó thẳng. Ví dụ như cái tấm hình này lúc mình chụp nó méo ha, cái chân trời nó méo, thì trong cái động tác này mình cũng có thể làm cho nó thẳng luôn. Trong cái phần mà cắt xén này là Peter sẽ cắt cho nó mất cái bớt cái chân trời này đi.
Ok. Đó. Và đồng thời khi mình làm như vậy mình cũng thấy đây là nó có mấy cái bụi nè. Thì sau trong cái lúc mà mình cắt xén, mình bỏ luôn cái phần đó, nó cũng rất là hay, là tại vì mình khỏi cần phải chấm những cái điểm dơ đó ha, trong cái động tác cắt xén là nó loại trừ những cái dơ bẩn đó. Và thứ hai nữa là ở bên tay trái này Peter không thích những cái phần này thì Peter sẽ cắt nó luôn và nhích cái hình này qua bên này. Ở bên này Peter thấy bốn cái cây dừa này đã đẹp hơn và Peter cắt bớt cái này. Ok. Kéo xuống. Và như các bạn để ý là Peter giữ cái bố cục nó giống như là trong máy mới chụp ra, đó là bố cục 2/3. Ok. À, nhìn cái chân trời này thì Peter thấy nó hơi không có được thẳng lắm, hơi méo một chút xíu thôi, thì mình ra cái góc này mình quay Peter sẽ quay cái hình này cho tới cái chân trời nó thẳng với lại cái lằn hiện ở trên cái ô vuông đó, cái hình caro đó, những cái lằn caro đó nó giúp cho chúng ta làm thẳng cái tấm hình. Ok. Thật sự thì cái tấm hình này nó cũng khá thẳng rồi đó, Peter chỉ cần nhích một chút xíu thôi. Và có thể cho cái hình này nó sát lên chút xíu nữa. Peter thích cái bóng, cái tấm hình này lắm, nó có cái bóng này rất là đẹp và chúng ta sẽ sửa cái bóng này cho nó rất là đẹp. Ok, khi mà mình hài lòng với lại cái cắt xén này á, thì mình bấm ok hoặc là mình bấm enter, mình bấm cái nút done đây. Rồi. Đó. Thì Peter đã cắt xén tấm hình. Kế tiếp là mình bắt đầu Peter bắt đầu vô cái phần nó gọi là tone curve. Tone curve là để lấy tương phản tấm hình. Thì thông thường ở trong cái tone curve này có nhiều cái mình có thể làm lắm ha, nhưng mà thông thường là Peter hay chọn một cái nó gọi hiện bây giờ là nó là linear. Linear là chưa có một cái tương phản nào hết, nhưng mà thông thường 90 hay là 80% hình của Peter nó sẽ là Peter sẽ chọn medium contrast hoặc là strong. Thì trong cái hình này Peter cảm thấy là medium contrast là đẹp, thì mình cứ chọn cái medium contrast này ha, không có cần phải làm nhiều nữa. Kế tiếp là chỉnh sửa cái ống kính, lens correction. Thì trong cái bài mấy bài trước Peter cũng đã hướng dẫn rồi, thì trước khi mà chỉnh sửa cái lens correction này, Peter muốn thể hiện lên những cái thông tin của cái tấm hình này, coi coi là Peter chụp cái hình này bằng cái máy nào và cái ống kính nào, bằng cách là mình bấm cái nút y y ngắn ở trên cái bàn phím của mình đó. Thì bấm cái nút này nó sẽ chạy 2 vòng. Thứ nhất là không có thể hiện gì hết, thể hiện thông tin một và thể hiện thông tin hai. Thông tin một thì cái này nó nói cho Peter thấy là cái máy này Peter chụp là 5D Mark II là Canon, và Peter dùng cái ống kính là 24-105 L. Thì là cái ống kính này là cũng là khá tốt. Và đây là những cái thông tin chụp ISO 200. Ok, thì ở bên cái lens correction này mình sẽ bấm cái nút này, cái ô này, enable profile correction. Thì khi mà các bạn bấm như vậy nó sẽ cái hệ thống Lightroom nó sẽ biết là cái hình này Peter chụp bằng máy nào và tự động nó bỏ vào ba cái hộp này ha, Canon, cái ống kính là 24-105. Nếu mà nó không hiện lên cái lens mà đúng của các bạn thì các bạn có thể vô cái hộp này và các bạn sẽ chọn đúng cái lens đó. Và khi các bạn chọn như vậy là cái hệ thống này nó áp dụng một cái profile của cái lens này để nó chỉnh sửa cái lỗi của cái lens này. Nếu mà Peter tắt đi cho các bạn thấy nè, bật lên cho các bạn thấy, để Peter tắt cái y này luôn cho nó chậm. Đó, chưa chỉnh sửa nè, chưa có lens correction. Có lens correction thì các bạn thấy là nó sửa cái một một chút cái cong của cái ống kính này, và nó lấy cái vignette là cái viền đen của cái ống kính này ra. Có nghĩa là cái ống kính này nó có một chút xíu lỗi. Ống kính này là tương đối là ống kính L của Canon là tương đối là khá rồi đó, là ống kính tốt. Nhưng mà tất cả ống kính cái nào cũng đều có lỗi cả, không có cái nào mà perfect hoàn hảo ha. Thì đây là một cách để chúng ta sửa lỗi ống kính của chúng ta một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Đây Peter làm lại cho một cái này cho các bạn coi nha. Tắt. Chưa có chỉnh chỉnh ống kính. Thì hồi xưa lúc mà chúng ta chụp về chúng ta không có những cái hệ thống mà để chỉnh lựa sửa ống kính, thì cho nên có nhiều cái hình của chúng ta nó bị cong, nó bị vênh, nó bị viền đen chung quanh vi.
vì đó là cái lỗi của cái ống kính. Nhưng mà giờ hệ thống Lightroom rất là hay, nó hỗ trợ cho chúng ta cái phần nó gọi là lens correction, và Peter hy vọng là tất cả mọi người chúng ta dùng cái lens correction này để mà sửa cái hình, cái lỗi của cái lens mình trước khi mình tiếp tục. Và có nhiều cái lens mà low á, nhiều cái lens mà bạn mà mua mà rẻ tiền á, thì khi các bạn dùng cái này các bạn sẽ thấy là rất là hứng thú, là tại vì nó sửa cho cái hình của bạn rất là nhiều, và các bạn sẽ thấy wow, ồ, bấm một cái mà sao cái hình mình nó trong và nó thẳng và nó giống như là ống kính mắc tiền nha. Cho nên đây cũng là một trong những cái hay các bạn nên để ý. Rồi, Peter đã sửa cái lens correction. Peter đã làm cái tone curve. Cái kế tiếp là Peter sẽ vô cái phần nó gọi là basic. Và khi vô cái phần basic này á, thì cái đầu tiên Peter nhìn, nếu mà các bạn chưa có cái histogram này mở, thì các bạn hãy mở cái histogram này bằng cách là bấm cái nút tam giác ở đây, nó sẽ hiện lên. Và mình sẽ phải quan sát cho cái histogram của mình nó có cái lỗi nào không. Ha, mình bấm cái nút này và bấm cái nút này. Thì bấm hai cái nút này á, nó sẽ hiện lên cái chỗ mà bị cháy. Ha, phần một cháy 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 sáng á, thì nó sẽ hiện lên cái màu đỏ, như các bạn thấy là nó cháy sáng xung quanh cái cây này, và cháy đen. Thì như cái hình này các bạn thấy là nó không có cháy đen, là tại vì kế bên cái vách tường đen ở bên tay trái này á, nó không có một cái pixel nào qua bên đó hết, nó không cháy đen. Nếu mà Peter chụp cái hình mà như vậy nè thì nó bị cháy đen. Thì khi cháy đen nó sẽ hiện lên màu 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 xanh dương, nhưng mà cái hình này không có bị cháy đen. Nhưng tuy nhiên cái hình này nó bị cháy sáng một chút xíu. Nhưng mà các bạn thấy đây là cái chút xíu này á, không có quan trọng lắm. Lý do là tại vì khi mình chụp thẳng vô mặt trời thì dĩ nhiên là sẽ bị cháy rồi. Bây giờ mình có làm cái gì đi nữa nó cũng sẽ là bị cháy. Nhưng mà bị cháy đừng có làm cho nó bị cháy như vậy. Cháy như vậy thì hơi quá quá cháy. Tại vì cháy như vậy á, các bạn nhìn ở bên tay phải nè, nó có rất là nhiều cái pixel nằm ở bên tay phải này, coi như là bị hư tấm hình rồi. Và cái bầu trời và những cái mây ở trong cái tấm hình này là coi như mình mất rồi, mình không có thể cứu nó được nữa. Cho nên nếu mà các bạn đã chụp tấm hình mà như vậy nè thì là coi như là đã bị cháy rất nhiều. Ha, cho nên mình để ý, nhưng mà cái Lightroom này nó cho chúng ta thấy được cái hình của mình, và mình quan sát cái hình của mình bằng bằng cái quan sát của cái histogram. Thì trong cái histogram này Peter thấy nó cháy một chút xíu, thì khi mà mình thấy cháy một chút xíu như vậy thì mình sẽ cứu cái cháy nó bằng cách là, các bạn thấy cái nút highlight này không? Highlight này mình kéo ngược qua bên tay trái nó sẽ cứu cháy, và khi Peter kéo qua bên tay trái các bạn sẽ thấy cái màu đỏ này nó bắt đầu nó biến mất, và cái histogram này nó sẽ bị nhích 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 qua bên tay trái một chút xíu. Đó là cái cách mà cứu cháy. Tại vì nếu mình không cứu cháy như vậy, mình vẫn để nguyên như vậy, thì lúc mà mình in ra cái tấm hình nó không có được đẹp lắm ha. Bấm cái này kéo qua bên tay trái. Đó, các bạn thấy không? Và Peter kéo, trong lúc kéo như vậy á, nó sẽ biến mất cái màu đỏ ở trên cái màn hình. Các bạn thấy xung quanh cái cây á, nó sẽ biến mất màu đỏ. Và thứ hai nữa là nhìn ở trên cái histogram các bạn sẽ thấy cái hình tam giác nó bắt đầu nó cũng mất luôn cái dấu hiệu màu đỏ luôn. Đây, cái nút này hồi nãy nó có màu đỏ. Để Peter trở lại nha. Ok, không phải màu đỏ mà màu trắng chứ, Peter xin lỗi. Đó. Nếu mà chúng ta kéo nó bắt đầu nó biến mất. Đó, nó biến mất như vậy á, là coi như là cái hình của chúng ta là không bị cháy ha. Và các bạn sẽ để ý là cái mây nó vẫn có thể hiện ở trên cái hình này. Ok, tới đây là coi như nó cũng gần 15 phút và Peter phải ngưng cái video này, và cái video kế thì mình sẽ tiếp tục xử lý tấm hình này. Ok, chào các bạn.